21 trận động đất xảy ra trong một ngày ở Kon Tum. Tại huyện Kon Plong, Kon Tum đã ghi nhận liên tiếp 21 trận động đất xảy ra trong một ngày. Trận động đất lớn nhất là 5.0 độ, gây ra rung lắc mạnh tại nhiều tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên. Ngày 28 tháng 7, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu đã phát đi thông báo có 21 trận động đất xảy ra trong ngày 28 tháng 7 tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Từ 0 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, huyện Kon Plong đã ghi nhận 13 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 5.0. Trận động đất có độ lớn 5.0 xảy ra vào lúc 11h35, tọa độ 14.827 độ vĩ bắc, 108.245 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Trận động đất lớn này đã gây ra rung lắc mạnh tại nhiều tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên. Vùng tâm chấn huyện Kon Plong đã ghi nhận nhiều công trình trường học, trụ sở trạm y tế bị rạn nứt, tài sản của người dân bị rơi vỡ. Từ 20 giờ 30 phút đến 24 giờ ngày 28 tháng 7, huyện Kon Plong tiếp tục ghi nhận thêm 8 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.2 độ. Anh A Kiều ở làng Vizơ Nghèo, xã Đa Tăng, huyện Kon Plong nói, cả đêm qua người dân nằm ngủ đều cảm nhận được sự rung lắc nhẹ. Lâu lâu tôi còn nghe những tiếng nổ phát ra từ trong lòng đất. Dù vùng đất này liên tiếp chịu ảnh hưởng của động đất nhưng lần này tần suất, rung lắc và số lượng nhiều khiến người dân hoang mang hơn. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, huyện Kon Plong đã ghi nhận khoảng 150 trận động đất. Trong đó, những trận động đất có độ lớn hơn 4.0 độ gây rung chấn diện rộng. Trận động đất lớn trước đó được ghi nhận vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 với mùng 4 tháng 7 độ. Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plong đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn trên địa bàn nắm bắt tình hình để kịp thời ứng phó, khắc phục khi thiệt hại xảy ra. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã động viên người dân ổn định tư tưởng sau các trận động đất xảy ra. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plong, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đang phối hợp với các xã rà soát thiệt hại của bà con và công trình công cộng. Bước đầu ghi nhận điểm trường trung học cơ sở, trạm y tế ở xã Đắc Dinh có rạn nứt nhẹ. Trận động đất 5 độ đã gây rung lắc và hoang mang cho người dân trên địa bàn. Kinh nghiệm từ các trận động đất trước đó, huyện đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn giả định để người dân phòng chống động đất. Đến thời điểm hiện nay, huyện chưa ghi nhận thêm thiệt hại gì sau hàng loạt trận động đất, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plong thông tin. Trong sáng ngày 29 tháng 7 đã ghi nhận 10 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.2 độ. Trận động đất thứ 10 trong ngày 29 tháng 7 xảy ra lúc hơn 6 giờ 56 phút có độ lớn 2.6 tại vị trí có tọa độ 14.788 độ vĩ bắc, 108.214 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.